danh hài Chiến Thắng kể chuyện bị fan nữ đề nghị tình một đêm. Những chia sẻ gần đây của Chiến Thắng về tình cảm mà fan hâm mộ dành cho ăn khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Mới đây Chiến Thắng đã dính vào một lùm xùm đáng tiếc. Tại một đêm diễn ở Hà Giang, một khán giả của anh bị vệ sĩ đánh. Giải thích về sự cố này, Chiến Thắng cho hay anh không hề cho vệ sĩ riêng đánh khán giả. Anh chia sẻ, tôi phải ngừng diễn giữa chừng mấy lần khi nam thanh niên này liên tục chạy lên chạy xuống sân khấu để trêu chọc, bóp bụng tôi trước mặt toàn thể khán giả. Tất cả các khán giả có mặt buổi tối hôm đó đều rất bức xúc. Vệ sĩ của Hội Chợ nhắc nhở tới lần thứ ba, tôi không rõ sự tình, nhưng tôi nghĩ khi đội vệ sĩ trao đổi thì có thể khán giả này lớn tiếng dọa dẫm, nên xảy ra xô xát giữa hai bên. Chiến Thắng cũng kể về tấm chân tình mà các fan dành cho mình, thậm chí có những fan đưa ra những lời đề nghị khiếm nhã khiến anh bất ngờ. Chiến Thắng chia sẻ, chuyện khán giả yêu mến mình sẵn sàng dành tình cảm, thậm chí sẵn sàng đề nghị tình một đêm với tôi là có thật. Tuy nhiên, mình phải bản lĩnh vượt qua thì họ sẽ hiểu mà, đối với tôi, vợ và con giờ mới là nhất. Tháng 6 năm 2017, Chiến Thắng và vợ Ngọc Thu đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Tuy nhiên, đến ngày 20 tháng 9, nam danh hài xác nhận anh và vợ thứ ba đã chính thức tái hợp. Danh hài Chiến Thắng và vợ ba đang sống hạnh phúc bên nhau.